Chào các bạn, trong video này mình xin chia sẻ cách cài Zalo vào máy tính. Để cài được Zalo vào máy tính thì các bạn vào Google, gõ từ khóa Zalo PC, hoặc là bạn cứ gõ là Zalo cho máy tính cũng được. Các bạn ấn Enter. Đây chúng ta có rất nhiều kết quả tìm kiếm. Tuy nhiên là ở đây thì chúng ta sẽ chọn ngay cái kết quả tìm kiếm đầu tiên là tải Zalo PC. Để làm việc nhóm hiệu quả và gửi file nhanh, ta vào luôn cái dòng đầu tiên này. Đó các bạn vào tải ngay. Chờ đợi bản cài của Zalo nó tải xuống. Đây, như này là chúng ta đã thấy cái biểu tượng cái bản cài của chữ Zalo rồi. Như này là nó tải xuống xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem là nó nằm rơi vào chỗ nào trong máy tính. Thì thường thì nó rơi vào download. Nhưng mà trong download thì có rất là nhiều cái tệp. Thế thì để nhanh nhất thì các bạn vào cái mũi tên đây. Một là mở. Thích mở ngay thì mở tệp ngay thì bạn vào đây, còn không thì bạn vào hiển thị trong thư mục này. Ta sẽ thấy là cái bản cài của Zalo nên nó đang nằm trong phần download, chúng ta không phải tìm nữa. Sau đó thì các bạn kích chuột phải vào run app, kích chuột phải, sau đó nó vào với run app này và chờ đợi bản cài này nó sẽ cài đặt vào trong máy tính của các bạn. Sau khi cài xong thì sẽ có một cái cửa sổ của Zalo hiện ra, thì các bạn có thể đăng nhập và các bạn đăng ký. Nếu như mà có các bạn đã cài sẵn trên điện thoại thì các bạn có thể là đăng nhập sẽ vào cái số điện thoại này, sau đó các bạn nhập cái số điện thoại của các bạn vào đây, nhập mật khẩu mà các bạn đã thực hiện ở trên cái điện thoại của bạn rồi ấy. Đã đăng ký cái tài khoản Zalo trên điện thoại rồi các bạn nhập vào đây. Còn nếu chưa đăng ký, chưa chưa có cái tài khoản Zalo đăng ký ở trên số điện thoại các bạn vào cái tùy chọn khác này, tạo tài khoản mới này, nó nhập số điện thoại này. Ví dụ như đây mình đã có một cái số điện thoại mới là 0355 368 870. Bạn ấn vào tiếp tục. Đấy, sau đó các bạn nhập vào cái mã này để kiểm tra. Sau đó ấn tiếp tục. Thế thì cái tài khoản mới này sẽ được cài vào điện thoại của các bạn. Còn trong cái trường hợp mà các bạn đã có cái tài khoản điện thoại dùng thì các bạn chỉ việc nhập cái số điện thoại của các bạn vào đây. Việc nhập số của bạn này. Sau đó các bạn nhập mật khẩu. Thế còn nếu cái trường hợp các bạn không nhớ mật khẩu thì bạn có thể ấn vào quên mật khẩu. Sau đó ấn tiếp tục. Thì cái mã xác nhận này sẽ được gửi đến cái số điện thoại của các bạn. Sau đó các bạn xác nhận vào là đúng. Sau đó các bạn nhập cái mã kích hoạt vào đây là được. Thế còn cái trường hợp mà các bạn không sử dụng theo cách đấy thì các bạn có thể sử dụng theo cách khác. Các bạn nhập số điện thoại. Số điện thoại này là đăng ký Zalo và các bạn chọn cái cách khác. Các bạn đăng nhập trên thiết bị di động. Và tiếp tục này. Đấy. Thì ở đây thì cái xác thực này sẽ được gửi trên điện thoại của bạn. Sau đó các bạn chỉ việc ấn vào cái liên kết mà Zalo đã gửi vào điện thoại của bạn, các bạn ấn xác nhận. Ấn xác nhận như thế là được. Đấy.
Vậy là Zalo đã đăng nhập được vào cái tài khoản Zalo trên điện thoại của bạn. Và ở đây thì cũng cài xong cái tài khoản Zalo ở trên máy tính, đồng bộ cả máy tính và điện thoại. Thế thì cái thao tác cũng khá là đơn giản. Mình cũng vừa chia sẻ với các bạn cái cách cài Zalo trên máy tính. Thì sau khi xem video này, các bạn có thể cài Zalo vào máy tính của các bạn. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video.